Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Một phụ nữ tử vong khi tiêm filler nâng ngực ở khách sạn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 6, thông tin từ người nhà nạn nhân chị L 27 tuổi, quê ở Cà Mau, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đưa thi thể chị L về đến Cà Mau, an táng theo phong tục địa phương. Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết, chị L liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để tiêm filler nâng ngực. Các thủ thuật làm đẹp này sẽ thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thỏa thuận, sáng ngày 27 tháng 6, chị L đến khách sạn D, N đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành các thủ thuật làm đẹp. Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị L được tiêm filler nâng ngực nhưng một lúc sau thì người tím tái, sùi bọt mép. Khi người nhà đưa chị L đến một bệnh viện gần khách sạn D, N để cấp cứu thì chị L đã tử vong. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 10 đến hiện trường thu thập thông tin. Sau khi lấy lời khai của những người có liên quan, khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng bàn giao thi thể chị L cho người nhà đưa về quê an táng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.